Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 31. Khi các việc ấy đã xong, những người Israel có mặt tại đó đi ra các thành Juda, đập bể những trụ thờ, đánh đổ các thần Asera, phá dỡ những nơi cao và các bàn thờ trong khắp đất Juda, Benjamin, Ephraim và Manasseh cho đến khi đã phá hủy hết thảy. Đoạn, hết thảy dân Israel ai nấy đều trở về thành mình, về nơi sản nghiệp mình. Ê-xê-chia lập lại các ban thứ của những thầy tế lễ và của người Lê-vi tùy theo phần việc của mỗi người, đặng dân của lễ thiêu và của lễ thù ân, đặng phụng sự, cảm tạ và hát ngợi khen Chúa tại nơi các cửa trại của Đức Giê-hô-va. Người cũng định phần vua phải lấy trong tài sản mình đặng dùng làm của lễ thiêu về buổi sớm mai và buổi chiều, cùng dùng về những của lễ thiêu trong ngày Sa-bát, ngày mồng một và trong các ngày lễ trọng thể, y như đã chép trong luật pháp của Đức Giê-hô-va. Người cũng truyền cho dân sự ở tại Giê-ru-sa-lem phải cung cấp phần của những thầy tế lễ và người Lê-vi, hầu cho chúng chuyên lo gìn giữ luật pháp của Đức Giê-hô-va. Khi chỉ dụ của vua mới truyền ra, thì dân Israel đem đến rất nhiều sản vật đầu mùa về ngũ cốc, rượu, dầu, mật và những thổ sản khác. Chúng đem đến một phần mười của mọi vật thật rất nhiều. Người Israel và người Juda ở trong các thành xứ Juda cũng đều đem đến nộp một phần mười về bò và chiên, cùng một phần mười về các vật đã biệt riêng ra thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng, rồi để ra từng đống. Tháng thứ ba, chúng khởi gom lại từng đống và qua đến tháng bảy mới xong. Khi Ê-xê-chia và các quan trưởng đến, thấy các đống ấy thì ngợi khen Đức Giê-hô-va và chúc phước cho dân Israel của Ngài. Ê-xê-chia hỏi thăm những thầy tế lễ và người Lê-vi về tích những đống ấy. A-sa-ria, thầy tế lễ cả về dòng Sa-đốc, thưa lại cùng người mà rằng: từ khi dân sự khởi đem lễ vật vào trong đền Đức Giê-hô-va, thì chúng tôi có ăn được đủ và còn dư lại nhiều, vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho dân sự Ngài. Còn số nhiều này, ấy là phần dư lại. Ê-xê-chia truyền dọn dẹp các phòng trong đền Đức Giê-hô-va. Người ta bèn dọn dẹp, rồi đem vào cách ngay thẳng các lễ vật, thuế một phần mười và các vật thánh. Cô-na-nia, người Lê-vi, cai quản những vật ấy, và Si-mê-i, em người, làm phó. Còn Giê-hi-ên, A-sa-sia, Na-hát, A-sa-ên, Giê-ri-mốt, Yô-sa-bác, Ê-li-ên, Gít-ma-kia, Ma-hát và Bê-na-gia đều làm kẻ coi sóc dưới quyền Cô-na-nia và Si-mê-i em người, cứ theo lệnh của vua Ê-xê-chia và A-sa-ria là người cai trị đền Đức Chúa Trời. Cô-rê, con trai của Diêm-na, người Lê-vi, là kẻ giữ cửa phía đông, được đặt cai quản các lễ vật lạc ý dâng cho Đức Chúa Trời, đặng phân phát các lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va và những vật rất thánh. Dưới tay người có Ê-đen, Min-ya-min, Giê-xua, Sê-ma-gia, A-ma-ria và Sê-ca-nia ở trong các thành thầy tế lễ, đặng phân phát lễ vật ấy cách công bình cho anh em mình, hoặc nhỏ hay lớn theo ban thứ của họ. Ngoại trừ những nam đinh đã biên tên vào gia phổ từ 3 tuổi sắp lên, tức những kẻ theo ban thứ mình mà vào đền Đức Giê-hô-va đặng phục sự trong chức mình, làm việc ngày nào theo ngày nấy, lại phân phát cho những thầy tế lễ đã theo tông tộc mình mà ghi tên vào gia phổ, và cho người Lê-vi từ 20 tuổi sắp lên tùy theo chức phận và ban thứ của họ, cùng phân phát cho hết thảy con nhỏ của họ, vợ họ, con trai và con gái họ, tất cả hội chúng đã ghi tên vào gia phổ, vì chúng thành tín, biệt mình riêng ra đặng nên thánh. Còn về con cháu A-rôn, tức là những thầy tế lễ ở trong đồng ruộng, rải rác nơi địa hạt các thành của họ, thì có đặt trong mỗi thành những người gọi từng tên, đặng phân phát phần cho hết thảy người nam trong những thầy tế lễ và cho những kẻ trong vòng người Lê-vi đã ghi tên vào gia phổ. Trong khắp Juda,
Ê-xê-chia làm như vậy. Người làm những điều lành, ngay thẳng và chân thành tại trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người. Trong các việc người làm hoặc quản lý sự phục dịch nơi đền của Đức Chúa Trời, hoặc theo luật pháp hay là điều răn đang tìm kiếm Đức Chúa Trời của người, thì người hết lòng mà làm và được hanh thông. Chương 32. Sau các việc này và sự thành tín này, thì Sanh-chia-ríp loáng đến trong xứ Giu-đa, vây các thành bền vững, có ý hãm lấy nó. Khi Ê-xê-chia thấy Sanh-chia-ríp đã đến toan hãm đánh Giê-ru-sa-lem, thì người hội nghị với các quan trưởng và những người mạnh dạn đặng ngăn nước suối ở ngoài thành. Họ bèn giúp đỡ người. Dân sự nhóm lại đông, chặn các suối và các khe chảy giữa xứ mà rằng: làm gì để cho vua Assyri đến thấy có nước nhiều? Người tự can đảm xây đắp vách thành đã bị hư lũng, xây nó lên đến tận tháp, rồi lại xây một cái vách khác ở phía ngoài. Người làm cho vững chắc Milo ở trong thành David và chế nhiều cây lao cùng khiên. Người lập những quan tướng trên dân sự, rồi hiệp tập chúng lại gần mình tại phố bên cửa thành, nói động lòng chúng mà rằng: khá vững lòng bền chí, chớ sợ, chớ kinh hãi trước mặt vua Assyri và đám quân đông đảo theo người, vì có một đấng ở cùng chúng ta thắng hơn kẻ ở với họ. Với người chỉ một cánh tay xác thịt, còn với chúng ta có Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta đặng giúp đỡ và chiến tranh thế cho chúng ta. Dân sự bèn nương cậy nơi lời của Ê-xê-chia vua Giu-đa. Sau việc ấy, Sanh-chia-ríp vua Assyri với cả đạo binh của người hãy còn vây La-ki, có sai các đầy tớ người đến Ê-xê-chia và dân Giu-đa ở tại Giê-ru-sa-lem mà nói rằng: Sanh-chia-ríp vua Assyri nói như vậy: các ngươi nương cậy điều gì mà chịu ở vây trong Giê-ru-sa-lem như thế? Ê-xê-chia nói rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay vua Assyri. Ấy há chẳng phải người dỗ dành các ngươi, đặng phó các ngươi đói khát cho chết hay sao? Chớ thì chẳng phải chính Ê-xê-chia này đã cất những nơi cao và bàn thờ của ngài, rồi biểu dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem rằng: các ngươi khá thờ lại trước một bàn thờ và chỉ xông hương tại trên đó mà thôi. Các ngươi há chẳng biết điều ta và tổ phụ ta đã làm cho các dân thiên hạ sao? Các thần của những dân tộc thiên hạ há giải cứu xứ chúng nó được khỏi tay ta ư? Nội trong các thần của những dân tộc mà tổ phụ ta đã diệt hết đi, há có thần nào giải cứu dân mình cho khỏi tay ta chăng? Dễ có một mình thần các ngươi giải cứu các ngươi được khỏi tay ta chứ? Vậy bây giờ chớ để Ê-xê-chia phỉnh gạt khuyên dụ các ngươi như thế, và các ngươi chớ tin người, vì chẳng có thần của dân nào nước nào giải cứu dân mình được khỏi tay ta hay là khỏi tay tổ phụ ta, huống chi Đức Chúa Trời các ngươi giải cứu các ngươi khỏi tay ta. Các đầy tớ người lại còn nói nghịch cùng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật, và nghịch cùng Ê-xê-chia là tôi tớ ngài. Người cũng viết thơ sỉ nhục Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel và nói phạm đến ngài mà rằng: hễ thần của các dân tộc thiên hạ chẳng giải cứu dân mình khỏi tay ta thế nào, thì thần của Ê-xê-chia cũng chẳng giải cứu được dân sự người khỏi tay ta thế ấy. Chúng la lớn lên, nói bằng tiếng Giu-đa cho dân Giê-ru-sa-lem ở trên vách thành, đặng làm cho chúng sợ hoảng để hãm lấy thành. Chúng lại nói về Đức Chúa Trời của Giê-ru-sa-lem như thể các thần của dân thiên hạ đều là công việc của tay người ta làm ra. Vua Ê-xê-chia và tiên tri Ê-sai con trai A-mốt cầu nguyện về việc này và kêu la thấu đến trời. Đức Giê-hô-va bèn sai một thiên sứ diệt những người mạnh dạn, các quan trưởng và các quan tướng ở trong trại quân của vua Assyri. Người trở về trong xứ mình mặt hổ thẹn, và khi người vào trong miếu thần mình, có những kẻ bởi lòng người sinh ra đều lấy gươm giết người tại đó. Như vậy Đức Giê-hô-va cứu Ê-xê-chia và dân cư thành Giê-ru-sa-lem khỏi tay Sanh-chia-ríp vua Assyri và khỏi tay mọi người khác, cùng phù hộ cho chúng bốn bên. Có nhiều người đem những lễ vật đến dâng cho Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem,
và những vật quý báu cho Ezechiah vua Juda. Nên từ khi ấy về sau, người được tôn cao trước mặt các nước. Trong lúc ấy, Ezechiah bị đau, hòng chết. Người cầu nguyện Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán cùng người và ban cho người một dấu lạ. Nhưng Ezechiah chẳng báo đáp lại ơn Chúa mà người đã lãnh, vì lòng người tự cao. Bèn có cơn thạnh nộ của Chúa nổi lên cùng người, cùng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Song Ezechiah hạ sự tự cao trong lòng mình xuống, người và dân cư Giê-ru-sa-lem cũng vậy. Nên trong đời Ezechiah, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va không giáng trên chúng. Ezechiah được rất giàu, rất sang. Người cất những kho để trữ bạc, vàng, đá quý, thuốc thơm, khiên và các thứ khí giới tốt đẹp. Những lẫm đặng chứa ngũ cốc, rượu và dầu. Những chuồng để nhốt các thứ thú vật, bầy chiên và bầy bò. Người cũng xây những thành, có nhiều bầy chiên và bò, vì Đức Chúa Trời ban cho người rất nhiều của cải. Ấy là Ezechiah này lấp nguồn trên của nước Gi-hôn và dẫn nó chảy ngầm dưới đất qua phía tây của thành David. Trong mọi việc, Ezechiah được hanh thông. Song khi sứ giả mà vua Babylon sai đến người đặng hỏi thăm dấu lạ đã xảy ra trong xứ, thì Đức Chúa Trời tạm lìa bỏ người đặng thử người để cho biết mọi điều ở trong lòng người. Các công việc khác của Ezechiah và những việc thiện của người đều chép trong sách dị tượng của Esai đấng tiên tri, con trai của Amos, và trong sách các vua Juda và Israel. Ezechiah an giấc cùng tổ phụ mình. Người ta chôn người trong lăng tẩm cao của con cháu David. Cả Juda và Jerusalem đều tôn kính người lúc người thác. Manasse, con trai người, cai trị thế cho người. Chương 33. Manasseh được 12 tuổi khi người lên làm vua và người cai trị 55 năm tại Jerusalem. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va theo những sự gớm ghiếc của các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Người cất lại các nơi cao mà Ê-xê-chia cha người đã phá dỡ, dựng lên những bàn thờ cho Ba-an, làm các tượng A-xê-ra, thờ lại cả cơ binh trên trời và hầu việc chúng nó. Người xây những bàn thờ tại trong đền Đức Giê-hô-va, là về nơi ấy mà Đức Giê-hô-va đã phán rằng danh ta sẽ ngự nơi Giê-ru-sa-lem đời đời. Người cũng lập những bàn thờ cho các cơ binh trên trời tại trong hai hành lang của đền Đức Giê-hô-va và đưa con cái mình qua lửa tại trong trũng con Hi-nôm. Người xem bói, ếm chú, dùng pháp thuật, ham theo những kẻ cầu vong và thầy phù thủy. Người làm điều ác thái quá tại trước mặt Đức Giê-hô-va đặng chọc giận Ngài. Người đặt hình tượng chạm mà mình đã làm trong đền của Đức Chúa Trời, là về đền ấy mà Đức Chúa Trời có phán với David và Salomon con trai người rằng: trong đền này và tại Jerusalem, thành ta đã chọn trong các chi phái Israel, ta sẽ đặt danh ta ở đời đời. Nếu Israel gìn giữ, làm theo các luật pháp, điều răn và mạng lệnh mà ta đã cậy Môi-se phán dạy chúng nó, thì ta sẽ chẳng cất chân của chúng nó khỏi đất ta đã ban cho tổ phụ chúng nó. Manasseh quyến dụ Juda và dân cư Jerusalem đến đổi chúng làm điều ác hơn các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã hủy diệt khỏi trước mặt dân Israel. Đức Giê-hô-va phán bảo Manasseh và dân sự người, song chúng không chú ý đến. Vì cớ ấy, Đức Giê-hô-va khiến các quan tướng đạo binh của vua Assyria đến hãm đánh chúng. Các quan ấy bắt đóng cùm Manasseh, xiềng người lại rồi dẫn về Babylon. Khi người bị hoạn nạn, bèn cầu khẩn Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người và hạ mình xuống lắm trước mặt Đức Chúa Trời của tổ phụ người. Manasseh cầu nguyện cùng Ngài, Ngài nhậm người, dũ nghe lời nài xin của người, dẫn người về Jerusalem trong nước người. Khi ấy Manasseh nhìn biết Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Sau việc ấy, người xây vách ngoài thành David về phía tây Gi-hôn trong trũng, đến lối vào cửa cá và chung quanh Ô-phên, xây nó rất cao. Rồi người đặt những quan tướng trong các thành bền vững xứ Giu-đa. Người cất khỏi đền Đức Giê-hô-va những thần ngoại bang, hình tượng và bàn thờ mà người đã xây trên núi của đền Đức Giê-hô-va
và tại Jerusalem, rồi quăng nó ra ngoài thành. Đoạn, người sửa sang bàn thờ của Đức Giê-hô-va, dân của lễ bình an và của lễ thù ân tại đó. Người truyền dạy dân Giu-đa phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Dù vậy, dân sự còn tế lễ trên các nơi cao, song chỉ tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của mình mà thôi. Các công việc khác của Ma-na-xe, lời người cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời người và các lời của đấng tiên kiến nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel mà phán với người đều đã chép trong sách các vua Israel. Bài cầu nguyện người và làm sao Đức Chúa Trời nhậm lời người, các tội lỗi và gian ác người đã phạm, những chỗ người lập nơi cao, dựng lên thần Asherah và tượng chạm trước khi người chưa hạ mình xuống, kìa, thảy đều chép trong truyện Hô-sai. Ma-na-xe an giấc cùng tổ phụ mình, được chôn trong cung điện người. A-môn, con trai người, cai trị thế cho người. A-môn được 22 tuổi khi người lên làm vua, người cai trị 2 năm tại Jerusalem. Người làm điều ác tại trước mặt Đức Giê-hô-va, y như Ma-na-xe cha người đã làm. Cúng tế cho các tượng chạm mà Ma-na-xe cha người đã làm và hầu việc chúng nó. Người không hạ mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va như Ma-na-xe cha người đã làm, nhưng người càng thêm phạm tội. Các đầy tớ người mưu phản, giết người tại trong cung điện người. Còn dân sự của xứ lại giết các kẻ đã mưu phản giết vua A-môn, rồi lập Yô-si-a, con trai người làm vua thế cho người. Chương 3. Chúng tôi há lại bắt đầu tự phô mình, hay là như người khác cần có thơ gửi gắm cho anh em hoặc nhờ thơ gửi gắm của anh em sao? Ấy, chính anh em là thơ gửi gắm của chúng tôi, viết trong lòng chúng tôi, mọi người đều biết và đều đọc. Vả, rõ thật rằng anh em là bức thơ của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em. Này là sự tin chắc của chúng tôi nhờ Đấng Christ mà có trong Đức Chúa Trời. Không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. Và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh. Vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống. Và nếu chức vụ về sự chết chạm chữ trên bảng đá đã là vinh hiển lắm, đến nỗi con cái Israel không có thể ngó trên mặt Môi-se vì cớ sự sáng láng trên mặt người, dầu là tạm, phương chi chức vụ của Thánh Linh càng vinh hiển hơn biết bao. Vậy nếu chức vụ về sự định tội còn được vinh hiển, thì chức vụ về sự công bình được vinh hiển hơn bội phần. Và lại, cái đều được vinh hiển trong chức vụ thứ nhất biến đi bởi sự vinh hiển rất cao hơn của chức vụ thứ nhì. Vì nếu sự phải qua đi còn có lúc vinh hiển thay, phương chi sự bền ở sẽ có vinh hiển dường nào nữa. Vậy chúng ta có sự trông cậy dường ấy nên được rất tự do. Chúng ta chẳng làm như Môi-se lấy màn che mặt mình, hầu cho con cái Israel không trông thấy cuối cùng của sự sáng láng phải qua. Nhưng lòng họ đã cứng cỏi, vì đến ngày nay khi họ đọc Cựu Ước, cái màn ấy vẫn còn chưa cất khỏi. Bởi chưng ấy là trong Đấng Christ mà màn đó biến đi. Ấy vậy cho đến ngày nay, mỗi lần người ta đọc sách Môi-se cho họ, cái màn ấy vẫn còn ở trên lòng họ. Khi họ sẽ trở lại cùng Chúa thì màn ấy mới cất khỏi. Và Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó. Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Chương 4. Vậy nên chúng tôi nhờ sự thương xót đã ban cho mà được chức vụ này, thì chúng tôi chẳng ngã lòng, nhưng chúng tôi từ bỏ mọi điều hổ thẹn giấu kín. Chúng tôi chẳng theo sự dối gạt
và chẳng giả mạo lời Đức Chúa Trời. Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, chúng tôi tỏ bày lẽ thật, khiến lương tâm mọi người cho chúng tôi là đáng chuộng. Nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin, mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Và chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Giêsu Christ, tức là Chúa. Và vì tình yêu mến Đức Chúa Giêsu mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em. Vì Đức Chúa Trời là Đấng có phán, sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm, đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng chúng tôi đựng của quý này trong chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chứ chẳng phải bởi chúng tôi. Chúng tôi bị ép đủ cách nhưng không đến cùng, bị túng thế nhưng không ngã lòng, bị bắt bớ nhưng không đến bỏ, bị đánh đập nhưng không đến chết mất. Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Giêsu trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giêsu cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi. Bởi chúng tôi là kẻ sống, vì cớ Đức Chúa Giêsu mà hằng bị nộp cho sự chết, hầu cho sự sống lại của Đức Chúa Giêsu cũng được tỏ ra trong xác thịt hay chết của chúng tôi. Vậy thì sự chết làm trong chúng tôi, còn sự sống trong anh em. Vì chúng tôi có đồng một lòng tin y như lời Kinh Thánh rằng: ta đã tin cho nên ta nói. Cũng vậy chúng tôi tin cho nên mới nói, vì biết rằng Đấng đã khiến Đức Chúa Giêsu sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Đức Chúa Giêsu, và làm cho chúng tôi ứng hầu với anh em trước mặt Ngài. Bởi chưng mọi điều đó xảy đến vì cớ anh em, hầu cho ân điển rải ra cách dư dật, khiến sự tạ ơn nơi nhiều người hơn cũng dư dật, mà thêm vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Thư Corinto thứ nhì chương 5. Vả, chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra. Vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm này, mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời, miễn là gặp thấy chúng ta đang mặc áo không trần truồng. Bởi chưng chúng ta ở trong nhà tạm này than thở dưới gánh nặng, vì chúng ta không cầu cho bị lột trần, song cầu cho được mặc lại, để sự gì hay chết trong chúng ta bị sự sống nuốt đi. Đấng đã gây dựng chúng ta cho được sự ấy, ấy là Đức Chúa Trời đã ban của tin của Đức Thánh Linh cho chúng ta. Vậy chúng ta hằng đầy lòng tin cậy và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể này thì cách xa Chúa, vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể này đặng ở cùng Chúa thì hơn. Cho nên chúng ta dầu ở trong thân thể này, dầu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Vậy chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ, nên tìm cách làm cho người ta đều tin. Đức Chúa Trời biết chúng tôi, và tôi mong anh em cũng biết chúng tôi trong lương tâm mình. Chúng tôi chẳng lại phô mình cùng anh em, nhưng muốn trao cho anh em cái dịp khoe mình về chúng tôi, đặng anh em có thể đối đáp lại cùng những kẻ chỉ khoe mình về bề ngoài mà không về sự trong lòng. Vả hoặc chúng tôi cuồng, ấy là vì Đức Chúa Trời, hoặc chúng tôi dè dữ, ấy là vì anh em.
vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi. Và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết. Lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Bởi đó, từ rày về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa, và dẫu chúng tôi từng theo xác thịt mà nhận biết Đấng Christ, song cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy đâu. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời. Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Vì chân Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Vậy, chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em, hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 146. Hallelujah! Hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hễ tôi còn sống chừng nào, tôi sẽ hát sướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy. Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ. Hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất mình. Trong chánh ngày đó, các mưu mô nó liền mất đi. Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình, để lòng trông cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Ngài là Đấng dựng nên trời đất, biển và mọi vật ở trong đó. Ngài giữ lòng thành thực đời đời, đoán xét công bình cho kẻ bị hà hiếp và ban bánh cho người đói. Đức Giê-hô-va giải phóng người bị tù, Đức Giê-hô-va mở mắt cho người đuôi, Đức Giê-hô-va sửa ngay lại những kẻ cong khom, Đức Giê-hô-va yêu mến người công bình, Đức Giê-hô-va bảo hộ khách lạ, nâng đỡ kẻ mồ côi và người quá bủa, nhưng Ngài làm cong quẹo con đường kẻ ác. Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời. Ở Si-ôn, Đức Chúa Trời ngươi làm vua đến muôn đời. Hallelujah! Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Quýt. Amen.
Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.